Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng đầu tiên, dự báo sẽ còn những đợt nắng nóng có thể kéo dài trong tháng 5, tháng 6 tới, nguy cơ cháy rừng cao. Tổng cục Lâm nghiệp vừa có công điện đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Cục Kiểm lâm, nắng nóng sẽ kéo dài trong những ngày tới, đặc biệt trong tháng 5 và tháng 6 tới có thể xảy ra từ 4 đến 5 đợt nắng nóng, trung bình nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi nhiệt độ lên đến 40 độ C. Tình trạng nắng nóng khô hanh kéo dài dẫn đến nguy cơ rất lớn về cháy rừng. Tổng cục Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã gửi công điện yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh Bắc Trung Bộ yêu cầu triển khai phòng cháy chữa cháy rừng với mức cảnh giác cao nhất tại ninh bình đài khí tượng thủy văn tỉnh đưa ra nhận định cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng đang ở cấp 1, đồng thời cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các huyện miền núi ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao người dân cần chú ý để có biện pháp bảo vệ sức khỏe và phòng tránh cháy nổ